Xin chào các bạn. Trong video clip này mình sẽ chia sẻ hướng dẫn với các bạn cách cài driver cho máy ảnh Canon hàng chính trên hệ điều hành Windows 7 phiên bản 64 bit nha các bạn. Thì trước tiên các bạn tiến hành download driver về và cài vào máy thì các bạn sẽ cắm dây nguồn và cáp USB kết nối từ máy in đến máy vi tính nha các bạn. Là sau đó các bạn sẽ kiểm tra xem cái máy tính của các bạn xài phiên bản Windows gì ha, phiên bản bao nhiêu bit ha. Đây, ví dụ như trên màn hình của mình. Computer đây, các bạn lấy chuột phải vào các bạn chọn Properties. Sau đó bạn xem ha, Windows Edition. Đây, Windows 7 Ultimate. Và cái system tile nó 64 bit nha các bạn. Vì chúng ta ở đây là hệ điều hành Windows 7 phiên bản 64 bit. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành download cái driver về ha. Thì bạn sẽ dùng trình duyệt web gì ha, bạn vào Google. Bạn gõ từ khóa driver Canon 2009 Win 7 64 bit luôn nha các bạn. Các bạn gõ đúng cái từ khóa này, sau đó bạn bấm Enter thì nó ra được cái dòng đầu tiên luôn nha các bạn. Đây, bạn click vào ha. Sau đó bạn click vào tải về thôi. Thì ở phía dưới video mình sẽ đặt cái đường link của phiên bản 32/64 bit luôn nha. Các bạn cần thì các bạn vào đó download cho nhanh ha. Sau khi download về thì các bạn click chuột phải lên ha, hiển thị trong thư mục. Rồi, mình sẽ cắt cái file này bỏ ngoài desktop làm cho bạn dễ theo dõi ha. Rồi, bắt ra desktop. Sau đó chúng ta sẽ giải nén nữa nha các bạn, click chuột phải lên, extract file. Ok. Rồi, sau khi ta đã giải nén cái file này, các bạn copy cái đường dẫn luôn nha. Các bạn click vô cái. Ở đây có hai cái cách để các bạn cài. Một là các bạn click vào cái file setup này luôn. Ha. Một là bạn click vào file setup này luôn và tiến hành cài đặt. Và một cách thứ hai nữa là mình hướng dẫn chia sẻ cho các bạn là cách này ha. Các bạn click chuột phải vào cái biểu tượng computer và các bạn chọn manager. Sau đó bạn click đến cái dòng là Device Manager ha. Đây, Other Device. Các bạn thấy ha, Canon 2009. Đây, các bạn click vào. Click chuột phải vào. Nó hiện ra cái dòng đầu tiên các bạn chọn Update File và Software. Rồi, ở chỗ này các bạn sẽ chọn cái là Route My Computer for Drive và Software. Các bạn click vào đây. Lúc nãy mình nói các bạn là copy cái đường dẫn cái chỗ mà thư mục mà các bạn đã giải nén ra mà bấm Ctrl V paste vào ha. Trường hợp mà các bạn không có paste vô được các bạn rao tới luôn cũng được ha. Đây ở ngoài desktop đây cái thư mục ở đây, bạn chọn thư mục đã giải nén ha, bạn bấm OK. Sau đó bạn bấm Next. Cái này update driver thì nó nhanh hơn ha các bạn. Đây, Windows has successfully updated Your drive và software gì là thành công nhé các bạn. Bạn thấy ha. Ok, như vậy là mình đã cài xong cái driver. Bây giờ bạn vào Control Panel bạn kiểm tra ha, Start. Các bạn vào Control Panel cũng được hoặc là Device and Printers. Đây. Lúc này cái Canon hành chính nó đã hiện ra nhé các bạn. Nếu các bạn muốn set mặc định cho cái máy in này thì các bạn click chuột phải và nó chọn Setup Default Printer. Cái dấu tích màu xanh sẽ đánh dấu lên nó ha bạn. Các bạn in thì mặc nhiên nó sẽ ưu tiên lựa chọn cái Canon hàng chính. Sau khi cài xong thì các bạn nhớ kiểm tra lại cái khổ giấy ha, bằng cách là click chuột phải vào biểu tượng Canon hàng chính, chọn Printer Properties. Rồi sau đó ở tab General các bạn chọn Reference Paper Size A4 là ok nha các bạn. Nếu mà đang letter gì đó, thì các bạn chuyển lại thành A4. Sau đó Apply OK. Ở tab Advanced cũng như vậy luôn ha. Printing Default Paper Size cũng chọn thành A4 luôn nha các bạn. Apply OK ha. Đây, mình thử in test cho bạn xem ha. Các bạn nghe tiếng máy in ha.
cho lỡ file nha các bạn. Đây, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách cài driver cho máy in Canon 2009 trên hệ điều hành Windows 7 phiên bản 64 bit nha các bạn. Lúc nãy mình đã nói là có hai cách cài đặt ha, hoặc là các bạn cài theo cách của mình, hoặc là các bạn lít vào cái file setup này nè, các bạn ấu bên lên ha, Z. Ngay chỗ này các bạn cái việc bấm nét Z, do là đã có driver trong máy rồi các bạn, nên là nó hiện ra này ha. Thì các bạn cứ bấm nét Finish là xong nha các bạn. Cái cách của mình là bảo đảm các bạn cài xong là nó chạy luôn. Còn trường hợp trong quá trình mà cài driver vào á, mà các bạn thấy nói chung là các bạn ra lệnh in vẫn không được á, thậm chí là ở trên cái biểu tượng cái driver này nó có dấu chấm than chẳng hạn, thì mình chia sẻ các bạn luôn. Các bạn có thể vào lít chuột phải vào ha, thí dụ như lít vào đây, chọn Remove Device, các bạn bấm Z thì nó sẽ xóa luôn ha. Nó xóa luôn thì ở đây á, là các bạn tắt nguồn của máy in ha, tắt nguồn của máy in. Đây mình tắt nguồn máy in cho các bạn xem luôn ha, tắt nguồn. Sau đó thì các bạn sẽ mở công tắc nguồn lại. Các bạn thấy không? Lúc này hệ điều hành của bạn nó sẽ tự động nhận lại cái driver của cái Canon 2009. Các bạn thấy không? Your device is ready to use. Cái này là một trong những cái mẹo giặt khi mà cài máy in mấy cái máy phần cứng á, mà cổng USB nha các bạn. Đây, cảm ơn các bạn đã xem video mình. Và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình để luôn luôn được cập nhật những video mới nhất của mình nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.